Xin chào các bạn sinh viên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Thị Quỳnh đến từ Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trang bước vào đời với những kiến thức lĩnh hội trên ghế nhà trường cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống? Cũng từ nhu cầu của các bạn sinh viên qua khảo sát và nguồn tài trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp Trường Đại học Thăng Long đã thiết kế xây dựng một mô đun học trực tuyến kỹ năng tìm kiếm việc làm. Tại khóa học kỹ năng tìm kiếm việc làm, các bạn có thể phân tích được thị trường lao động cũng như nhu cầu của thị trường lao động. Và điều quan trọng là đánh giá được rõ năng lực của bản thân mình. Để từ đó, các bạn có thể tiếp cận được với các nhà tuyển dụng, giới thiệu tốt nhất về bản thân mình. Thời lượng của khóa học từ 4 đến 5 giờ, các bạn có thể thu xếp tiến trình của khóa học phù hợp với thời gian biểu của mình. Để tìm hiểu thông tin về khóa học cũng như đăng ký khóa học, các bạn truy cập vào website đang hiện trên màn hình. Và một điều thú vị là khóa học hoàn toàn miễn phí. Rất mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn. Chúc các bạn thành công!